chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh biển đảo. Trong tháng 5 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức các hoạt động trong kế hoạch chương trình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực do cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Đảng ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tại các địa phương cùng chung tay thực hiện. Chương trình ngoài việc góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ quyền, chủ quyền biển đảo thiêng liêng, hoạt động này góp phần rất lớn vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, cũng là tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của Cảnh sát Biển Việt Nam trong lòng nhân dân, từ đó càng thúc đẩy ý thức, trách nhiệm, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp cùng chính quyền các địa phương ven biển như Bình Thuận, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu triển khai. Thông qua chương trình, Cảnh sát Biển 3 đã tuyên truyền cho hơn 15.000 lượt ngư dân, phát trên 30.000 tờ rơi, 600 sổ tay pháp luật cho các tàu cá về những quy định đánh bắt trên biển, tiếp nhận xử lý gần 300 thông tin tìm kiếm cứu nạn, đồng thời sử dụng nhiều lượt tàu xuống cứu nạn thành công hơn 150 thuyền viên gặp nạn trên biển. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy và hai địa phương huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu và báo Người lao động tổ chức hai chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Trong chương trình, nhiều hoạt động như tặng quà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, chung tay làm sạch bờ biển, tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân khó khăn, tuyên truyền biển đảo cho ngư dân, trao tặng cờ Tổ quốc cho các tàu cá đã được thực hiện. Đây là một cái chuỗi các cái hoạt động lớn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vùng 3 phối hợp cùng với Ban Dân vận tỉnh ủy và Thành ủy Vũng Tàu và hướng đến bà con ngư dân của thành phố Vũng Tàu qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, định hướng và hỗ trợ bà con an tâm bám biển và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về luật biển đảo. Qua đó cũng tổ chức những cái hoạt động cho các em nhỏ hiểu thêm về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, rồi tặng quà, rồi tặng cờ cho các ngư dân để các ngư dân có động lực và có những cái thông tin cần thiết khi vươn khơi bám biển. Nhà bà Nguyễn Thị Hợp tại khu phố Hải Điền, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Bà Hợp năm nay đã 86 tuổi, đang sống cùng người cháu nội làm nghề biển. Những năm qua, bên cạnh sự quan tâm của chính quyền địa phương, gia đình bà còn nhận được sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Nhận được những món quà hỗ trợ đầy thiết thực cho cuộc sống hàng ngày đã vui, nhưng điều khiến bà Hợp vui hơn cả khi bà biết rằng cháu trai của bà, anh Điền Văn Minh, đang theo tàu đánh bắt ngoài biển, luôn có sự đồng hành giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, cũng như các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên biển. Mừng chứ sao đâu, hồi sáng giờ trông muốn chết luôn đây nè, nghe nói chồng hai bà cháu nó đi biển. Ở nhà có đứa con gái nó ngủ giùm, tối ngủ giùm, nó coi có mình có làm sao không. Thấy mấy con xuống là mừng rồi đó. Một hoạt động đầy ý nghĩa khác của chương trình đó là hoạt động khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Long Điền do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Trong một buổi sáng, các y bác sĩ trong đoàn đã thăm khám cho hơn 500 lượt người. Ngoài việc chẩn đoán sức khỏe ban đầu, các y bác sĩ trong đoàn còn hỗ trợ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh trong gia đình và cộng đồng để đảm bảo sức khỏe. Với các trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nặng, các bác sĩ cũng đã kê toa thuốc tạm thời cũng như tư vấn để người bệnh đến các cơ sở y tế để thăm khám điều trị một cách phù hợp. Cùng với các hoạt động hướng đến bà con ngư dân và nhân dân các vùng ven biển, một nhiệm vụ khác cũng luôn được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chú trọng, đó là nâng cao hoạt động giáo dục cho học sinh tình yêu biển đảo quê hương. Đó không chỉ bồi dưỡng tình yêu nước, yêu biển đảo cho các em nhỏ, mà còn tạo dựng cho các em niềm tự hào về truyền thống anh hùng của quê hương, sự giàu đẹp của các vùng biển đảo, từ đó khơi gợi ngọn lửa lý tưởng về bảo vệ biển đảo của Tổ quốc thương yêu. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương trong khuôn khổ chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
là một trong những nỗ lực nhằm đưa những bài học về biển đảo đến gần hơn với các em nhỏ. Năm nay, cuộc thi được tổ chức ở 2 điểm trường với sự tham gia của 300 em học sinh đến từ các trường Trung học cơ sở Châu Thành, Trung học cơ sở Vũng Tàu và Trung học cơ sở Duy Tân của thành phố Vũng Tàu và 3 trường tại huyện Long Điền gồm Trung học cơ sở Hùng Vương, Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ và Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái. Chương trình được tổ chức theo hình thức thi rung chuông vàng. Tại mỗi điểm trường, các thí sinh được chia thành 3 đội với 4 phần thi gồm ra khơi, giải cứu, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Bên cạnh đó còn có phần thi dành cho cổ động viên với những câu hỏi trắc nghiệm nhanh. Cuộc thi đầy hấp dẫn không chỉ thu hút các thí sinh trực tiếp thi trong sân mà còn nhận được sự ủng hộ tham gia nhiệt tình của các bạn cổ động viên, thầy cô có mặt. Đây là một trong những cái hoạt động rất ý nghĩa, quan trọng, tác động đến ý thức các em về việc bảo vệ biển đảo hiện nay và chuẩn bị cái hành trang cho mình trong tương lai. Đây là một hình thức rất quan trọng, là một minh chứng trong thực tiễn. Các anh cảnh sát về đây là những cái bài học lớn cho các em, những bài học trong sách hoặc là trong là quan trọng. Nhưng mà chính sự có mặt của các anh là những nhân vật sống, hiện hữu, nói lên vấn đề vùng biển của Việt Nam ta cho các em là một bài học vô cùng quý giá. Tôi thấy rất là tâm đắc. Trong các phần thi của mình, các em học sinh không chỉ thể hiện những kiến thức về biển đảo, về những lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình đấu tranh, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, mà còn cho thấy những hiểu biết về những chính sách, các điều luật liên quan đến chủ quyền biển đảo quốc gia, như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Để chuẩn bị cho cuộc thi này thì ngoài việc những kiến thức ở trên lớp ra thì con cũng đã tìm hiểu nhiều trên sách báo và qua cuộc thi này con cảm thấy rất là vui vẻ, hào hứng. Cuộc thi này đã trau dồi cho con nhiều kiến thức về biển đảo, chủ quyền Việt Nam và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã góp phần khơi gợi, xây dựng lòng yêu biển đảo, nâng cao trách nhiệm của công dân, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt từ những kiến thức đã có sẽ là cơ sở để các em tuyên truyền đến bạn bè, người thân của mình về các thông tin biển đảo cũng như bồi đắp dần tình yêu quê hương biển đảo Tổ quốc. Qua cái hoạt động này thì nhà trường nhận thấy rằng đây là một hoạt động rất là thiết thực, có cái ý nghĩa giáo dục cao đối với học sinh. Và rất là mong là cái Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác với các trường học để qua đây cũng giáo dục cho học sinh thêm, mang cái tính chất thực tế và hiệu quả hơn về cái tình yêu đất nước, tình yêu quê hương. Hôm nay thì để đạt được giải này thì có lẽ là con đã cố gắng học là cái thứ nhất, và cái thứ hai là có lẽ là nhờ các thầy cô và mọi người cũng quan tâm giúp đỡ con trong việc học. Khi thi xong cuộc biển đảo này thì con sẽ nói với các bạn là vùng biển Việt Nam của chúng ta rất là tươi đẹp, và chúng ta hãy cố gắng để bảo vệ và giữ gìn, và cũng như là chuẩn bị cho tương lai sau này của biển đảo Việt Nam. Đặc biệt với 300 phần học bổng được ban tổ chức vận động từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cả nước chung tay đóng góp đã được gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của 3 trường. Ngoài ra ban tổ chức cũng đã trao tặng 40 chiếc xe đạp để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn của các trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Long Điền để các em có phương tiện đến trường. Cậu con và bố con đi làm biển, con cảm nhận là công việc này rất là vất vả. Bố con cứ đi biển thì nhiều khi sóng bão cũng gặp nhiều khó khăn, cũng nhờ các chú để dẫn vào thuyền của ba con vào biển. Và hôm nay con nhận được phần quà của các chú bộ đội thì con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và rất là yêu các chú bộ đội. Những món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3
của các cá nhân, doanh nghiệp mong muốn gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà mang cả tình thương, trách nhiệm đối với các em học sinh để các em cảm nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng, tiếp thêm cho các em nghị lực để vượt qua khó khăn, bước tiếp trên con đường chinh phục kiến thức, làm hành trang cho cuộc sống sau này. Năm 2022 thì Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chúng tôi triển khai chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trên 5 tỉnh thành phố và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì chúng tôi đã triển khai điểm với huyện Long Điền là cái điểm thứ hai, với một cái mục đích là giúp cho ngư dân là yên tâm vươn khơi bám biển bằng nhiều cái hoạt động như là tổ chức các cái hoạt động thi tìm hiểu em yêu biển đảo quê hương để trau dồi cái kiến thức về biển đảo, về truyền thống cho các em học sinh, cho sinh viên và thanh niên, rồi tuyên truyền về biển đảo, tuyên truyền về pháp luật cho bà con ngư dân để bà con ngư dân nắm vững luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế trong quá trình hoạt động vươn khơi bám biển, cùng với địa phương quan tâm chăm lo đến đời sống gia đình ngư dân, vì bờ có vững thì biển mới an tâm, gia đình ngư dân có, mọi người có khỏe mạnh và gia đình có hạnh phúc thì ngư dân mới yên tâm vươn khơi bám biển để mà sẵn sàng tham gia thực hiện các cái nhiệm vụ cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ chủ quyền, ngoài cái việc đánh bắt thủy hải sản, xây dựng phát triển kinh tế gia đình. Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ ngư dân, mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được dư luận quan tâm ủng hộ. Các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị đồng hành, chính quyền địa phương và bà con ngư dân ghi nhận. Thông qua chương trình, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã không chỉ thể hiện vai trò của lực lượng chấp pháp trên biển mà còn là người bạn đồng hành với ngư dân. Qua đó đã góp phần xây dựng, củng cố kinh tế xã hội ở các địa phương, cũng là góp phần xây dựng thế trận quốc phòng an ninh trên biển ngày càng vững chắc. Và các đồng chí vừa theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh biển đảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.